Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình thử cho bạn tham gia một trình để cập nhật 10 token INT này bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mình sẽ làm start chatbot này bạn. Video đầu tiên các bạn cho kênh group kênh seller này các bạn. Follow từ Twitter và tăng 3 người bạn nữa. Trên tờ Twitter này các bạn theo dõi nè. Like chỉ dành cho tweet tặng ba người bạn mình vào các bạn. Rồi sau đó mà mình đập lên follow tại Twitter của nó này. Rồi các bạn lướt xuống rồi chỗ này nhớ mình có làm gỗ gì tới sau các bạn like các bạn tweet lên nè. Mình không biết có làm gỗ chưa nên cứ làm luôn đi các bạn. Rồi tiếp tục trên kênh trailer nữa. Chọn kênh group nè. Giờ bắt đập nè. Subscribe kênh YouTube nè. Chọn kênh channel kênh group nó hết nghe mà. Mình chọn sao. Rồi bắt đập nè. Subscribe kênh YouTube nữa nè. Rồi bắt đập nè. Rồi bấm không lách. Rồi bấm cho này đập nè. Submit detail các bạn. Rồi các bạn điền vào username Telegram bạn nha bạn. Thì các bạn nhấp vào ba anh cùng nè. Nhấp vào setting nè. Copy username mình nè. Cộng anh 5.3 setting. Cộng anh 4.3 chứ. Cộng anh 1.2.3 4.3. Sau đó các bạn điền profile từ Twitter mình nha các bạn. Mà tới Twitter các bạn ra nè, các bạn nhập avatar, nhập vào hồ sơ nè, nhập vào bài ảnh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè, gọi là cho bot nè. Sau đó gọi địa chỉ UBNB sẽ mang trên đất 20 trên dưới chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Gọi là cho bot nè. Sau đó trên seller cũng giúp Samsung bấm đòn tiếp tục submit link tweet thì đây mới có bài nào các bạn. Rồi anh giúp bô. Rồi các bạn gỡ làm link tweet nha các bạn thì bằng mạng Twitter tất cả các bạn em nè. Các bạn chia sẻ các bài tweet này sẽ chép liên kết nữa nè. Thôi cái bài thứ hai đi chờ cho bot nè. Cái bài các bạn tăng 3 người bạn nha các bạn. Rồi gỡ lại cho đây. Rồi bấm vào bàn lên xì để check số càng mới được. Ok mình đã nhận được 10 tập càng INT. Vậy video mình đã kết thúc. Mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.